Vâng, xin chào mọi người đã xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Tiếp tục nên giới thiệu đến các bác một số mẫu loa dàn mini rời. Ở trong video ngày hôm nay em có tất cả là 5 cặp. Trong đó có 4 cặp là của hãng Kenwood và một cặp bát lớn hơn là của hãng Đường Đông. Đây tất cả đều là những cặp loa hàng bãi nội địa Nhật, chưa qua sử dụng ở Việt Nam. Tất cả còn nguyên zin các bác nhé. Bác nào có âm đi và chưa có loa thì có thể ghép vào nghe nhạc, hoặc là độ chế làm loa trợ đời. Loa dàn nội địa Nhật, nó là hàng chính hãng nên chất lượng âm thanh rất cao. Với vài trăm ngàn các bác có thể sở hữu một cặp loa chất lượng. Và em sẽ test và giới thiệu từ cặp loa giá rẻ cho đến cặp loa giá cao. Các bác quan tâm có thể xem hết video để biết tình trạng và giá cho từng cặp loa. Đầu tiên cặp số 1 đó là cặp loa của hãng Kenwood. Cặp này bát 12, màng giấy màu trắng, mũi vải và gân vải mềm, một chiếc đom mũi lụa. Dòng này loa bát và loa check đều là từ kép lớn. Trong hai chiếc thì có một chiếc bên này còn đẹp, một chiếc bên này màng nó hơi xấu. Cặp này không có lưới nên là nó bị có những vết bẩn, nó bám vào ở phía trước của màng loa một bên các bác nhé. Nó chỉ nhìn nó hơi xấu thôi nhưng mà vẫn còn nguyên zin và hát tốt tất cả các loa. Với tình trạng này em sẽ thanh lý cho các bác giá rẻ. Nếu bác nào không quan trọng hình thức thì có thể mua cặp này về với giá rất rẻ luôn. Về thông số, cặp này có thùng cao khoảng 26 và chiều sâu là 20. Đây phía sau của loa có tên là Kenwood SG3, công suất là 30W một chiếc, trở kháng là 6 ohm, sản xuất tại Malaysia. Cặp này có dây đi kèm luôn. Và trong hai chiếc thì em sẽ test một chiếc, chiếc còn lại thì vẫn bao zin cho các bác. Chất âm nghe trầm ấm, bát đánh êm các bác nhé. Giá cho cặp loa Kenwood là 350, chưa bao gồm phí ship. Và giá thanh lý rất rẻ luôn. Và tiếp đến là hai cặp loa của hãng Kenwood. Đây là hai cặp loa model giống nhau. Nó khác mới là cái màng một bên là màu vàng và cặp này là màu xanh. Đây có một chiếc em đã tháo sẵn ra đây. Cặp này thì bát 10, màng carbon, gần mút, gần này rất mềm và dẻo dai. Dòng gần này chưa thấy cặp nào bị hỏng các bác nhé, gần rất bền luôn. Sở hữu từ kép. Và loa check dom cũng từ kép rất khủng. Bên trong có bông nót tiêu âm. Bông này nó sẽ cho tiếng bát đánh nó sẽ êm hơn. Nội thất rất là chất lượng. Về thông số của thùng loa thì có chiều cao là 26, chiều sâu là 20. Không tính cái phần nhựa này các bác nhé. Và chiều ngang nó khoảng 15 Cặp này cũng vậy, màng carbon màu vàng, gân mút màu sắt khá đẹp. Tất cả loa đều còn nguyên zin và có cái căng. Đây, cái căng của loa đây. Cái căng còn sạch đẹp. Phía sau còn loa này có tên là LS SG5. Loa 2 way, công suất là 20W, một chiếc trở kháng là 6 ohm. Phía sau còn đẹp, góc cạnh chắc chắn các bác nhé. Ok, vâng, những chiếc còn lại thì em vẫn bao zin bao hát cho các bác. Và giá cho cặp loa Kenwood SG5 này có giá là 500.000 một cặp các bác nhé. Hai cặp là 1 triệu. Đó là hai cặp giống nhau nên là giá nó cũng bằng nhau, 500 một cặp. Và tiếp đến là một cặp loa của bộ dàn Kenwood rất chất lượng. Cặp này bass 12, màng carbon nõm, màng carbon đen bóng các bác nhé, gần vải. Phía trước với một lỗ thông hơi thiết kế khá lớn, tiếng bass đánh rất tốt, tiếng bass đánh khá lực. Về thông số chiều cao của loa có chiều cao là 26, chiều sâu là 20, chiều ngang là 16 các bác nhé. Đây, phía sau của loa. Đó, phía sau còn rất đẹp luôn. Phải nói là đẹp trên 90%. Loa này vẫn còn có ê căng. Model của nó là SL3MD. Công suất là 30W, một chiếc trở kháng là 6 ohm, sản xuất tại Malaysia. Vâng, âm đi dàn đi theo bộ của cặp này nó là 85W. Đây là cặp này chịu đòn rất tốt. Bass 12. Cặp này có giá là 650.000 các bác nhé. 650.000 chưa bao gồm phí ship. Và cặp cuối cùng đó là cặp loa của hãng Đường Đông. Cặp này có mã là Đường Đông USC G1. Chiều kháng là 6 ohm, công suất là 50W, một chiếc. Dòng này sản xuất tại Hàn Quốc, made in Korea. Công suất nhỉnh hơn những cặp kia. Phía sau loa thì đẹp xuất sắc rồi. Có chiều cao của thùng là 26, chiều sâu là 20, chiều ngang khoảng 15. Đây có một chiếc em đã tháo ra để kiểm tra nội thất. Em đo kích thước của lò bát. Lò bát có kích thước lên đến 14 cm, là kích thước rất lớn so với những dòng mini bát 14 các bác nhé. Bát màng cứng dạng như carbon, gần vải, và dòng này là gân cao su. Gân cao su khá là dẻo dai. Và đây là của từ của loa Đường Đông USC G1. Nó là dòng loa từ kép. Loa trở kháng là 6 ohm. Đây là dòng loa có phân tần. Có quân cảm và một con chở sứ và hai con tụ. Dòng loa có phân tần nên là chất âm nó sẽ chi tiết hơn, tách bạch hơn các bác nhé. Và loa vẫn có đầy đủ hai dây căng. Ok, em sẽ tiến hành test chất âm một bên. Vâng, cặp đờ lông với bát lớn cho chất âm khá hay. Đờ lông thì bao giờ nghe lời nó cũng sáng và tiếng trách đánh rất là hay. Cặp đờ lông USC G1 bát 14 có phân tần, có giá là 800.000 các bác nhé. Và bác nào thấy cặp nào được thì có thể liên hệ theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Các bác xem kỹ trước khi liên hệ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.